Tôi là một con chó, một con chó lai. Mẹ tôi giống đực xù, còn ba giống gì tôi không tài nào biết được. Mẹ còn không biết huống chi tôi. Nhưng không sao, tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi cho rằng dù ba có là giống gì đi nữa thì tôi cũng đẹp trai hơn ba là cái chắc. Tôi tên Bưởi, đó là cái tên ăn mập đặt cho tôi. Tôi cũng không biết sao ông lại đặt cái tên đó, mặc dù ông không hề thích ăn bưởi và mặt tôi cũng không giống quả bưởi một xíu xíu nào. Mà thôi, bưởi hay cam gì tôi cũng thích, vì dù sao đó cũng là một cái tên độc lạ, chứ không như con vàng, thằng kỳ nhà hàng xóm, tên phổ thông chết đi được. Tôi với Mỹ là bạn. Ngày Mỹ về làm dâu, tôi chỉ đứng từ xa dòm. Tôi biết là sắp có bạn chơi, nhưng không dạ gì mà tỏ thái độ săn đón ngay. Tôi dễ thương vậy mà, thế nào bà cũng tiếp cận tôi trước. Như dự đoán, chỉ qua ngày thứ hai tụi tôi đã thân nhau. Mỹ lấy lòng tôi bằng cách mua cho tôi một con gà, mà hễ cất vào cổ nó sẽ kêu ré lên như cắt tiết. Lễ ra mắt vậy coi như cũng tạm chấp nhận được ha. Mọi người trong nhà nói tôi thừa cân, nhưng tôi thấy như vậy là vừa rồi. Bụng ưỡn mông cong, mỗi khi đi đứng tôi ngốn ngoải, tự thấy mình dễ thương hết sức. Tôi ham chơi, tối nào tôi cũng chờ mày ăn cơm xong để ra chơi gà với tôi. Mỹ sẽ ném nó ra xa và tôi cấp lại cho bả. Chơi trò này không bao giờ ngán đâu. Tôi rất thích ra ngoài nhưng chẳng bao giờ được cho ra ngoài nên thèm lắm. Sáng sáng, hễ Mỹ và Mập mở cửa để đi làm là tôi lăm le sơ hở, tôi sẽ lén phóng ra. Thanh xuân như một tách trà, ngày ăn ba bữa hết bà thanh xuân. Nhân vật trên cái phim tôi hay coi buổi tối nói vậy còn gì. Những lúc đó bị bắt lại, tôi sẽ làm bộ mặt đáng thương để khỏi bị mắng. Chiều đó của tôi á, hầu như lần nào cũng không hiểu, nên tôi cóc sợ, có cơ hội là tôi đều chuồn ra ngay. Lần nào chạy nhanh tôi sẽ đến kịp chỗ thằng Kỳ nhà hàng xóm để chày cối với nó. Nó to gấp 3 lần tôi nhưng chưa bao giờ làm gì được tôi vì bị cột vô gốc cây. Tôi thấy mình thiệt ớt xà lách. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Bà Mỹ hay ra ngoài sáng sớm để đi ghim gũng. Những lúc đó đã làm phiền tôi hết sức. Cứ đến đoạn tôi mơ gặp em Mút là bà mở cửa ầm ầm làm tôi giật mình. Những lúc đó tôi chỉ thèm nhìn bà bằng một con mắt, sau đó cố ru lại giấc mơ còn dang dở. Bực mình dễ sợ ha. Đừng có thấy tôi mập mà tưởng tôi ăn uống dễ tánh. Tôi chỉ ăn những món mình thích và phải được kêu 5 lần 7 lượt mới thèm ăn nha. Mẹ nói rồi, tôi y như hoàng tử nên ăn uống chảnh chọe một chút cho ra một dáng quý sư tộc. Không hiểu sao tôi cực kỳ ghét ăn cơm trong cái bát dành riêng cho mình. Thà tôi ăn dưới đất còn hơn á, nghĩ cũng kỳ. Cuộc đời tôi nhiều màu sắc lắm. Lần sau tôi sẽ kể cho mấy bạn nghe chuyện tôi đi chích ngừa và tán gái. Còn bây giờ tôi phải đi ngủ rồi. Tạm biệt mấy bạn nha. Dự án cộng đồng Thanh âm cảm xúc.